Nga tiêu diệt cựu biệt kích Mỹ xâm nhập biên giới Bryansk. Nga tố cáo phương Tây kiếm cớ gửi quân từ Ukraine. Tổng thống Zelensky tố cáo Liên Hợp Quốc và Ấn Độ ủng hộ Nga. Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử tại Georgia. Israel ném bom vào Liban làm 60 người chết. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Mở đầu bản tin sẽ là các thông tin đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Sputnik đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB ngày 28 tháng 10 thông báo, lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn một vụ xâm phạm biên giới quốc gia tại tỉnh Bryansk, tiêu diệt 4 phần tử phá hoại. Thông báo cho biết, ngày 27 tháng 10, lực lượng biên phòng thuộc FSB tại tỉnh Bryansk phối hợp với các đơn vị quân đội Nga và vệ binh quốc gia đã đập tan âm mưu xâm phạm biên giới Liên bang Nga tại huyện Klimovsky, Kết quả là 4 phần tử phá hoại đã bị tiêu diệt, phần còn lại của nhóm khi rút lui đã bị tấn công bằng tên lửa, pháo binh và chịu tổn thất. Theo thông báo, trên thi thể một trong bốn đối tượng bị tiêu diệt có hình xăm cho thấy, người này từng là thành viên của Trung đoàn Biệt kích 75, một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Mỹ. Đoàn video đang được lan truyền trên mạng xã hội X có cảnh các trang thiết bị quân sự phương Tây và thi thể của một số tay súng đánh thuê. Theo người đăng video, người đàn ông có hình xăm kể trên dường như là cựu binh của trung đoàn biệt kích Ranger 75 thuộc các lực lượng đặc biệt của lục quân Mỹ. Các phần tử này còn mang theo vật dụng cá nhân thể hiện mối liên hệ với các quốc gia thứ ba, cùng vũ khí, trang thiết bị và phương tiện liên lạc nước ngoài. Trang tin quân sự Avia ngày 28 tháng 10 đưa tin, quân đội Nga đã có những bước tiến đáng kể về phía thị trấn Suza ở tỉnh Kursk của Nga, Suza, nơi có dân số trước xung đột khoảng 5.000 người, là một trong những thị trấn lớn nhất mà Ukraine tuyên bố kiểm soát tại Kursk kể từ khi Kiev mở chiến dịch đột kích vào biên giới Nga hôm 6 tháng 8. Thị trấn là điểm trung chuyển khí đốt tự nhiên cuối cùng của Nga sang châu Âu qua Ukraine. Trong những ngày gần đây, ba khu định cư ở Kursk đã được Nga giành lại. Theo kênh Telegram Short, khoảng 400 binh lính Ukraine đã bị hạ gục vào cuối tuần qua và 15 quân nhân Ukraine đã bị bắt, bao gồm một phụ nữ từng được huấn luyện tại Anh. Theo các báo cáo, hầu hết binh lính Ukraine bị phía Nga bắt giữ đã tuyên bố đầu hàng trong bối cảnh họ phải đối mặt với tình trạng thiếu hỏa lực hỗ trợ và không có liên lạc ổn định với Bộ Chỉ huy. Đồng thời, máy bay Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các vị trí đối phương nằm ở ngoại ô làng Guevo thuộc quận Suzansky, nơi quân đội Ukraine đang tìm cách luân chuyển quân. Các cuộc không kích này đã gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng Kiev và phá hủy vũ khí trang bị. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi những tuyên bố của phương Tây về hợp tác giữa Nga và Triều Tiên là một nỗ lực nhằm biện minh cho việc đưa quân nhân phương Tây tới Ukraine. Họ đã ở đó từ lâu nay. Trong cuộc họp báo sau cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Kuwait, ông Lavrov nói rằng các quân nhân phương Tây đã làm việc ở Ukraine trong một thời gian dài. Đây là một phần của cuộc chiến tranh hỗn hợp giữa NATO và EU chống lại đất nước chúng tôi chúng tôi biết rất rõ điều này về mối quan hệ của chúng tôi với cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên chúng tôi đã nói nhiều lần rằng thỏa thuận giữa hai nước không có gì bí mật nó được công khai toàn bộ văn bản đã được công bố và nó không hề vi phạm bất kỳ điều khoản nào của luật pháp quốc tế bởi vì nó liên quan đến việc hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một trong những quốc gia tham gia hiệp ước bị tấn công ngoại trưởng nga nhấn mạnh vì vậy ở đây quan điểm của chúng tôi là hoàn toàn trung thực và cởi mở nhưng những tuyên bố xảo quyệt rằng chúng tôi sẽ gửi quân đến Ukraine với một lý do nào đó có lẽ chỉ là một nỗ lực để biện minh cho những gì đã xảy ra trong một thời gian dài. Tạp chí Foreign Policy cho biết, các đại diện nam giới ở Ukraine lo ngại rằng nếu lên tiếng phát biểu gì về việc động viên nhập ngũ sẽ dẫn đến biện pháp trả đũa từ Bộ Quốc phòng. Như ấn phẩm lưu ý, rất ít ai ở Ukraine muốn công khai thảo luận về chủ đề nhập ngũ, đặc biệt là cánh nam giới từ 25 đến 60 tuổi. Ngoài ra, các đại diện nam giới Ukraine đều phấp phòng sợ bị huy động ngay khi họ đang ở ngoài phố. Kể từ giữa tháng 10, truyền thông Ukraine đã đưa tin về những cuộc tập kích quy mô lớn do các văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ thực hiện tại các cơ sở giải trí ở khắp đất nước. Có tin về những cuộc đột kích bắt lính như vậy ở khắp các tỉnh thành mà Kiev hiện đang kiểm soát ngoài các hộp đêm và quán bar các cuộc đột kích bắt người đi còn xảy ra tại buổi hòa nhạc ở thủ đô kiev nhiều đoạn video ghi lại cảnh bắt lính đang phát tán rộng rãi trên internet trong đó thấy rõ nhân viên quân vụ ukraine thường đánh đập và sử dụng vũ lực khi tóm được các đại diện nam giới trong độ tuổi nhập ngũ tống họ lên xe buýt cỡ nhỏ và đưa đi không rõ hướng nào Ukraine đã bắt giữ một tình nguyện viên làm việc cho chương trình Lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc WFP bị cáo buộc do thám vị trí quân sự của Kiev ở chiến tuyến miền Đông để gửi cho Nga. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, dưới vỏ bọc là tình nguyện, người đàn ông 34 tuổi này đã do thám vị trí đóng quân của lực lượng phòng vệ và pháo binh Ukraine tại khu vực Pokorosker. SBU cho biết thêm, tình nguyện viên người Ukraine này được giao nhiệm vụ xác định vị trí của lực lượng và pháo binh Ukraine trong và xung quanh Pokrovsk, nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo binh. Tuyên bố nói thêm rằng, nghi phạm hiện đã bị giam giữ, đang phải đối mặt với án tù trung thân vì tội phản quốc. Ukraine đã mở hàng nghìn cuộc điều tra về hành vi thông đồng và phản quốc kể từ khi lực lượng Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Những cáo buộc có thể khiến đối tượng bị kết án tù dài hạn. Volchansk chỉ cách biên giới Nga 5 km. Cảnh quay bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine vào mùa hè này cho thấy quang cảnh đổ nát trải dài hàng dặm và tình hình ngày càng tệ hơn kể từ đó. 90% khu vực trung tâm đã bị san phẳng, thị trưởng Mamat Gambasvili cho biết. Mamat Gambasvili điều hành những gì còn sót lại của Volchansk từ thủ phủ khu vực Kharkov, cách đó một tiếng rưỡi lái xe. Kẻ thù vẫn tiếp tục pháo kích dữ dội, ông Mamat Gambasvili nói thêm. 6 trong số 10 tòa nhà của Volchansk đã bị phá hủy hoàn toàn, với 18% bị phá hủy một phần, theo phân tích hình ảnh vệ tinh của nhóm tình báo nguồn mở độc lập Bellingcat. Nhưng sự tàn phá còn tồi tệ hơn nhiều ở trung tâm thành phố, nơi gần như bị san phẳng. Hãng tin AFP và Bellingcat đã hợp tác để kể lại chi tiết về việc từng tòa nhà một của thành phố đã bị xóa sổ khỏi bản đồ chỉ trong vài tuần và cho thấy thiệt hại về người mà các cuộc tấn công gây ra. Một sĩ quan Ukraine từng chiến đấu ở cả hai thành phố nói với AFP rằng tốc độ tàn phá thậm chí còn lớn hơn cả Bakhmut, thành phố say thịt của vùng Donbass, nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất trong chiến tranh. Trung úy Ukraine Denis Yaroslavsky cho hay, tôi đã ở Bakhmut nên tôi biết diễn biến các trận chiến ở đó. Những gì diễn ra trong hai hoặc ba tháng ở Bakhmut thì chỉ diễn ra trong hai hoặc ba tuần ở Volchansk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa tỏ thái độ bất bình với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và bắt đầu cáo buộc thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thân Nga. Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với The Times of India: "Đối với Tổng thư ký Liên hợp quốc, điều này nói chung là không thực tế, điều này không chỉ áp dụng cho Liên hợp quốc mà còn áp dụng cho các quốc gia khác. Ngày nay bạn không thể nói rằng mình trung lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Sự trung lập chỉ giúp ích cho Nga." Ông Zelensky nói tiếp, tôi cho rằng những người đã tham dự hội nghị BRICS và nói về sự trung lập của họ, trong khi muốn giúp giải quyết xung đột này thực sự trông có vẻ ủng hộ Nga hơn. Điều đó có nghĩa là họ không nói về hòa bình vì Nga là bên đã khởi xướng và tiếp tục cuộc chiến này. Vậy nên đây là về chiến tranh. Tổng thống Ukraine cũng cho rằng, về phần Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thì ông Modi cần phải hành động chứ không chỉ nói xuông vì ông có ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, ông Zelensky còn cáo buộc ông Modi ủng hộ Nga Ông nói, về quan điểm của ông Modi, tôi tin rằng mọi câu hỏi không nên kết thúc bằng lời nói. Ông ấy là thủ tướng của một quốc gia lớn, xét về tầm ảnh hưởng kinh tế và những thứ khác, một quốc gia như vậy không thể nói rằng họ quan tâm đến việc kết thúc chiến tranh một cách chung chung. Modi có thể tác động đến việc kết thúc chiến tranh, tôi coi đây là sự hỗ trợ ngầm dành cho Nga. Tổng thống Vladimir Putin mới đây tuyên bố nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng Ông Putin cho biết tại một cuộc họp, mặc dù thực tế là động lực GDP trong quý 3 năm nay có phần chậm lại, nền kinh tế Nga vẫn tiếp tục tăng trưởng. Theo Bộ Phát triển Kinh tế, GDP đã tăng 4,2% trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8. Ông Putin nói tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế. Ông nhấn mạnh thêm rằng nền kinh tế vẫn còn những khó khăn và mất cân bằng. Nguyên nhân chủ yếu là những điều kiện phức tạp khi chúng ta đang gia tăng tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp và tài chính của đất nước. Cũng có nguyên nhân là những biện pháp trừng phạt từ bên ngoài và những hạn chế về cơ cấu của chúng ta, bao gồm cả tình trạng thiếu nhân sự và công nghệ hậu cần. Nga ngày 28 tháng 10 lên tiếng bác bỏ cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử cuối tuần qua ở Georgia, trong đó đảng cầm quyền giấc mơ Georgia giành chiến thắng với gần 54% số phiếu bầu. Trong một tuyên bố, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ bất kỳ sự can thiệp nào của Nga vào cuộc bầu cử quốc hội tại Georgia vào cuối tuần này. Chúng tôi kịch liệt bác bỏ những cáo buộc này, không có sự can thiệp nào cả. Những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ. Ông Peskov cho biết khi được hỏi về những tuyên bố của Tổng thống Georgia Salome Zurabishvili. Có những nỗ lực nhằm làm mất ổn định tình hình ở nước Cộng hòa này. Người phát ngôn Điền Kremlin nói thêm, ám chỉ đến những bình luận của Tổng thống Georgia. Ngoài ra, ông Peskov cáo buộc các quốc gia Liên minh châu Âu EU đang cố gắng can thiệp vào cuộc bỏ phiếu ở Georgia. Ông Peskov nhấn mạnh, có những nỗ lực can thiệp nhưng không phải từ phía Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28 tháng 10 tuyên bố chính sách thúc đẩy quan hệ với các quốc gia thành viên nhóm BRICS sẽ có lợi cho Ankara ở mọi khía cạnh. Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc họp nội các tại Ankara, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh lợi ích quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ là ưu tiên hàng đầu và lưu ý đến tiềm năng hợp tác của nước này với các quốc gia thành viên BRICS. Tuy nhiên, ông cho rằng chính sách phát triển quan hệ với BRICS không phải là giải pháp thay thế cho các cam kết hiện tại của Ankara. Nếu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hoàn thành vai trò trong các nền tảng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Erdogan cam kết Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đàm phán với Liên minh châu Âu về tư cách thành viên tiềm năng trong tương lai. Nhóm BRICS là tổ chức liên chính phủ gồm 5 nước thành viên, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc. Gần đây, BRICS nổi lên là một trong những tổ chức kinh tế chính trị có tiềm lực và ảnh hưởng lớn trên thế giới. Al hôm nay 29 tháng 10 dẫn thông báo của Bộ Y tế Liban xác nhận Israel đã tiến hành một đợt không kích lớn vào hàng loạt mục tiêu gần thành phố Baalbek phía đông thung lũng BK của Liban, khiến ít nhất 60 người chết và 58 người khác bị thương. Con số thương vong hiện là ghi nhận sơ bộ vì nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra, chỉ dấu cho thấy số nạn nhân thực tế được thống kê sẽ tăng trong những giờ tới. Thống đốc Baalbek, Basi Kuda gọi đây là cuộc tấn công bạo lực nhất nhằm vào khu vực kể từ khi xung đột Israel-Hezbollah nổ ra. Balabek là vùng đất nghèo khó ở thung lũng Beka sát biên giới Syria, nơi lực lượng Hezbollah hiện diện. Giới truyền thông nói rằng Israel không phát đi cảnh báo di tản trước khi tấn công. Israel và Hezbollah giao tranh xuyên biên giới bằng pháo, rocket và máy bay không người lái từ tháng 10 năm 2023. Tây Naviv tăng cường ném bom Liban từ giữa tháng 9 năm 2024 và đầu tháng 10 năm 2024 mở chiến dịch trên bộ, nhắm mục tiêu vào các vị trí Hezbollah ở miền nam Liban, đặt mục tiêu loại trừ năng lực tấn công của Hezbollah. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi bỏ phiếu sớm tại bang quê nhà Delaware khi cuộc đua giữa hai ứng cử viên đang diễn ra gay cấn. Ông Biden đã đi bỏ phiếu ở ngoại ô thành phố quê nhà Wilmington, bang Delaware vào hôm 28 tháng 10. Đeo kính dâm và mặc bộ vest tối màu, vị tổng thống sắp mãn nhiệm đã xếp hàng trong khoảng 30 phút. Ông trò chuyện với những cử tri khác, nói chuyện qua điện thoại và đẩy xe lăn giúp một cử tri tại điểm bỏ phiếu. Khi đến lượt mình, ông Biden đã ký tên lên màn hình, nhận phiếu, sau đó được hướng dẫn đến một khu vực bỏ phiếu kín có rèm che. Các phóng viên đã hỏi Tổng thống Biden rằng liệu đây có phải là khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn đối với ông khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mà ông từng hy vọng sẽ giành chiến thắng hay không. Ông Biden cho biết, điều này thật ngọt ngào. Sau đó, ông Biden đã chỉ trích ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump về sự kiện vận động tranh cử tại New York, nơi một loạt diễn giả đã đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc. Thật đáng xấu hổ đối với một tổng thống, ông Biden nói với các phóng viên. Ông Biden cũng chỉ trích việc tỷ phú Elon Musk, ông trùm công nghệ ủng hộ cựu tổng thống Trump, tặng 1 triệu đô la Mỹ cho những cử tri đã đăng ký là hoàn toàn không phù hợp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được kính chào tạm biệt.